Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Dạ. Rồi, mình giới thiệu về mình đi em. Dạ, em kính thưa chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Dạ, em tên là Trần Thị Mỹ Tho, năm nay em 24 tuổi. Em đang làm việc ở Bệnh viện Quốc tế Bacamet chị. Em làm gì trong bệnh viện? Dạ, thư ký y khoa. Nhà quê em ở Bến Tre chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trên trường quay. Và chào luôn bạn nữ bên kia. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quách Trung Thu. Cái gì? Quách Trung Thu là bánh trung thu anh. Quách à, bánh trung thu. Hả? Vâng. Tên là tới tháng 8 là nhớ rồi hả? Nhưng mà em không thích ăn bánh anh. À. Thì năm nay em 28 tuổi. Em sinh quê thì ở Quảng Ngãi, sống ở Đắk Lắk và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì em đang ở dưới Bình Dương. Sống ở Bình Dương mà làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, ngày có đi có 30 cây sáng đi chiều về hả chị? Em làm công việc gì? Dạ, em là bên kỹ sư điện bên mảng vận hành bảo trì á. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Mời Mỹ Tho. Dạ, điểm mạnh của em là tính tình của em rất là ngay thẳng, với lại là không mạnh mẽ giống như kiểu con trai gì đó. Em thích những trò chơi mà mạnh mẽ. Ví dụ em chơi cái gì? Chơi trong điện thoại hay là gì đó, toàn là đua xe hoặc là tốc độ giống vậy nhé. Okay. Mà chơi với cô không em? Dạ không, nhưng mà em chơi nhìn con trai chơi mấy trò đó, nhìn nó mạnh mẽ vậy. Dạ. Còn điểm yếu của em là em dễ khóc, em muốn khóc à. Chứ là em mau quên đó chị. Sao mạnh mẽ lại muốn khóc là sao? Giống như tính tình em nó giống như còn không biết sao nữa. Đôi lúc mà buồn cái tự nhiên cái nằm nó suy nghĩ khóc luôn. Đâu mỗi lần khóc vậy ai dỗ? Tự em nín. Vui ha, tự khóc, dạ. Tự nín. Dạ. Ồ, rồi bạn bè xung quanh nhận xét mình như thế nào? Nói chung là em hơi nhây nhây, cái mấy chị nói em hơi có vấn đề, em biết có không? Nói chung là mình hơi điên điên xíu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thất thường. Anh Trung Thu, anh ưu điểm khuyết điểm gì? Do em là dân bên kỹ thuật á, thì là mọi công việc thì em cũng sẽ lo được. Như là trong nhà hư vật dụng thì em cũng sửa được, nhưng mà sửa xong thì đi một cái mới thôi. Hả? Không có gì hết. Thì em biết nấu ăn, cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng hơi nóng tính, nhưng mà cái nóng của em là không phải nóng bộc phát mà cái dạng âm ỉ rồi một hồi nó bùng cháy lên. Sau khi mà giai đoạn bùng phát thì khoảng một phút sau thì nó bắt đầu nguội lại rồi. Thì cứ tính thêm là lâu lâu em cũng hơi bị điên nữa. Trời ơi, bên dạ, đây giống điên. Như là không, lâu lâu á chị Cát Tường thì làm việc mình stress quá hay là giữa đêm mà thấy buồn chán vậy á, cứ vác ba lô lên rồi chạy xuống bụng tàu ngắm bình minh xong rồi sáng chạy về thôi. Nửa đêm xách ba lô đi. Dạ bình thường vậy, em đi làm mấy vụ rồi đó chị. Cũng dạ. Lúc nắng lúc mười đó hả? Dạ. Rồi còn mấy cái vụ điên nữa, như là em nhớ là đợt 30 tháng 4 năm vừa rồi, năm 2017 á, thì đợt đó em được nghỉ khoảng một tuần. Thì sáng 28 á thì em tính về Đắk Lắk, em đi xe máy về. À. Qua cổng xanh Bình Dương là cũng cách nơi em ở cũng khoảng 150 cây rồi. Ừ. Đó là khoảng 4-5 giờ sáng thì em thấy buồn ngủ quá. Thì thay vì là phải chạy tới khoảng 50 cây nữa thì sẽ có nhà xuống Đồng Xoài có nhà nghỉ, thì em vô nghỉ. Em không chịu, nhất quyết là quay đầu xe về. Chạy một mạch về phòng rồi ngủ tới chiều luôn. Thì 150 cây trở về. Dạ đúng rồi. Rồi còn sau ngày đó là sang ngày hôm sau thì mắc kèo về Đắk Lắk rồi, thì em sẽ kèo xuống Cần Thơ của nhà bà chị em ở dưới đó. Thì 9 giờ sáng em dậy thì em cũng vác cái ba lô cũ lên. Thì ra bến xe Bình Dương bắt xe buýt tới bến xe miền Tây. Thì tới bến xe là khoảng 12 giờ thì em vô em hỏi vé về Cần Thơ á, thì lúc đó của ngày lễ mà anh thì hết vé rồi. Về nó bảo tiếp. Dạ thì nó bảo tới khoảng chờ tới 5 giờ hoặc là 6 giờ á chị. Rồi em nghỉ một hồi thôi khỏi luôn, chờ xách ba lô bắt xe buýt về ngược lại là 3 giờ chiều tới nhân phòng. Về ngủ tiếp. Dạ đúng rồi chị. Rồi khỏe ra. Em anh hỏi thiệt em nha. Dạ. Trong cái lúc mà gọi làm việc về điện đóm á, yeah. Em có bị giật nhiều lần chưa? Cái thôi khỏi ra anh, cái đó là giật một lần là xong á, có chuyện nữa. Mà sao em đi du lịch gì mà em lên kế hoạch mà em không có thực hiện được? Đó là mình còn cái dự án gì nữa không mà thực hiện cho được không? Gì nữa chừng gãy gánh không vậy? Dạ thì hiện giờ có dự án lớn nhất mà em ấp ủ từ năm 20 tuổi là em dự định là trước 30 hoặc là trước khi lấy vợ. Em sẽ dự định một chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy rồi về em lấy vợ. Xuyên Việt bằng xe máy? Dạ. Ráng đi lẹ lẹ chứ đừng nửa đường về ngủ nữa nha. Dạ, lẹ lẹ còn bây giờ chứ. Đi về ngủ không sao? Tới chừng cưới vợ chuẩn bị đám cưới không nói thôi đừng cưới nữa. Lúc đó mới mệt á. Chết luôn. Ủa bây giờ mình đi xuyên Việt mình đi một mình hả?
Dạ anh thì dự định của em trước giờ là em sẽ đi một mình, nhưng mà bây giờ em cũng thay đổi ý định rồi, là em cũng muốn tìm một bạn đi cùng cho nó đỡ buồn trên cái chặng đường dài đó. Đi thôi, hai thôi, mình thôi 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 ông rủ người ta đi tới giữa chừng thôi, xuống đi thôi, tôi không đi nữa. Bây giờ em nói hai ba vấn đề là anh thấy nó cũng hơi mệt rồi đó, thấy nha. Có vấn đề rồi đó. Vấn đề chỗ là bây giờ mình phải quyết tâm cái gì phải làm tới nơi tới chốn. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta nói chút xíu về tình trường đi. Yêu mấy mối tình rồi? Cũng trải qua được hai mối. Mối gần nhất thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Mỹ Tho, em có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình chị. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Không hói, không hơ, không ốm quá. Anh hơi mập á em. Có hói không? Dạ không chị, cái đó khói em đảm bảo là không khói rồi. Tóc đầu xoa, tóc mà xoăn á em là không thích. Không đúng rồi, anh tóc thẳng. Gì tùm lum khó quá vậy, không hói mà không xoăn nữa hả? Dạ. Ủa gì nữa? Chị cao hơn em. Em bao nhiêu em? Dạ em 1m52-53 chứ. Rồi anh cao hơn em rồi đó. Rồi dạ. Gì nữa không? Rồi với lại tính tình dễ thương thì không có hung dữ, nóng tính. Ghen tuông quá, gò bó quá em lại không thích. Dạ. Không, cái đó thì em an tâm đi, tại vì quan niệm tình yêu của anh á là yêu thì mình cũng không phải yêu là mình chiếm hữu của đối phương. Dạ. Thì trong yêu thì mình vẫn có không gian riêng tư cho hai người. Dạ. Nhưng thì anh không hạn chế, nhưng mà mình có hạn chế bớt cái giao lưu đi. Em đi uống cà phê với bạn trai hay đi mấy đồng nghiệp bạn trai thì ok anh cũng không có quan tâm. Dạ. Nhưng mà em đi em cũng phải nói trước là hôm nay em đi với người này thì mấy giờ em về hay sao á. Thì nói chung là để anh biết và anh đỡ lo thôi, chứ còn cứ đi im ru thì em đảm bảo là ai cũng gan thôi em. Dạ. Được không? Được không? Thỏa thuận gì được không? Dạ được chị. Được hả? Dạ. Em có cái mẫu người lý tưởng em như thế nào không? Dạ có, em thích giống như anh Hồ Trung Dũng gì đó. Ở đây Hồ Trung Thu. Không có Trung Dũng được, Trung Thu chúng dạ. Được cái Trung rồi. Dạ. Rồi vậy bên Trung Thu mẫu người lý tưởng của em sao? Cũng cao từ 1.5m trở lên thì bạn được ok rồi chị. Em không được 1.5m anh ơi. À thì 1.5m, em 1.52m mà. Dạ chưa được 1.5m mà. Anh thì 1.5m à. Trang da thì cũng hơi trắng một chút. Em rất là thích vuốt tóc của con gái nên em thích bạn nữ tóc dài. Nãy anh có thích con gái nhuộm tóc không anh? Em nhuộm màu hạt dẻ thì được, hoặc màu vàng vàng, chứ còn nhuộm xanh đỏ tím vàng thì cái đó là anh nhìn cũng hơi chướng mắt. Này em lỡ nhuộm đỏ rồi sao anh? Cái đó hơi kỳ, chắc phải nhuộm lại em ơi. Vậy hả? Giờ em không thích, không thích nhuộm lại đó. Cái này thì về để anh suy nghĩ lại chứ. Rồi thôi, mà đàn ông hiện đại chút xíu đi nha. Dạ. Chiêu phụ nữ đi. Trời ơi, đỏ dữ vậy. Rồi sao được gì sao? Rồi xong luôn. Thấy sao? Lát nữa tính với biết sao giờ anh. Sao giờ? Nói chung có đâu, dễ thương lắm. Chào em gái. Dạ chào anh. Em không thích cái tật gì của người đàn ông? Hút thuốc. Tuyệt đối không em. Rồi dạ. Xong, vậy á. Được. Với lại không nghe lời em, giống như kiểu nói rồi phải nghe xíu, đừng có mà cãi cãi, em không thích. Cái này là tùy vấn đề anh. Nói những vấn đề đúng thì em vẫn nghe thôi, tại vì mình phải hòa đồng ý kiến của hai người chứ không phải một bên. Đó, được không? Dạ, dạ. Rồi, còn gì nữa? Nhậu mà đi về khuya hay gì đó mà quan tâm bạn bè quá mà không quan tâm tới em á, bỏ rơi em á, lại em không thích. Không, cái này thì không có đâu em, tại vì dạ. Tiểu lượng của anh thì nó cũng không có nhiều. Thì nếu mà có hứng thì anh làm một thùng bình thường. Hả? Dạ, còn không hứng thì có 2 ba lon thôi chị. Nhưng mà chia buồn với chị là trước giờ thì em không bao giờ có hứng. Hả? Anh thấy chàng trai này rất là vui vẻ. Dạ. Tính gọi là hòa đồng ha. Anh thấy bằng thằng gái cũng dễ thương đấy em. Cũng xinh. Nhưng bây giờ hỏi hai bạn, nếu được thì hai bạn định chừng nào tiến tới hôn nhân? Mỹ Tho. Dạ em hợp thì cưới chứ không quan niệm là bao nhiêu lâu. Bạn trai dạ, sao? Chị. Ý em thì sao? Em thì cũng vậy hả chị? Đứng sao thấy cái hơi tròn tròn vậy? Dạ đúng là rồi. Là do cái áo nó rộng. Mình có tập thể dục thể thao gì không? Lâu lâu chạy thể dục cái gì? Nhưng mà tao thấy em nó hơi kiểu khỏe à? Em hơi nhẹ nhàng. Hơi kệ chị. Thiệt luôn á? Dạ. Có thích phụ nữ không? Có, trời ơi, nghĩ sao không thích. Mất điểm á nha. Trời ơi. Chắc không? Chắc. Anh Linh bấm cái quẻ này, em coi cái anh Linh. Quẻ này cũng hên xui. Hên xui quá hả? Không, nó chỉ dễ thương lắm á. Được phải không? Mà. Em có yêu cầu gì về tuổi tác không? Khi mà đăng ký thì em ghi là ít nhất là bằng tuổi em, còn nếu mà hợp thì 91 hoặc 94 là hợp. Em sinh năm nhiêu? Dạ 94 chị. 94. Hợp đấy em. Được không? Được, được quá được chị. Cưới luôn ha. Dạ. Rồi, vậy được rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ khảo sát ý kiến của người thân. Hôm bạn nay... gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em chị. Em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường.
chào bạn trai và toàn thể quý vị khách đang xem chương trình ạ. Tính của Thoa thì đi làm rất là chăm chỉ, cẩn thận, mà nó hơi tưng tửng và đáng yêu lắm ạ. Và em hy vọng là nếu như hôm nay hai bạn mà sau khi bấm nút xong thì chúng ta sẽ có một buổi nhậu vui vẻ. Em xin hết ạ. Vậy có hứng hay em có hứng hai Trung Thu? Không, em hứng phá môi thì được chị. À. Bạn trai đi với ai? Dạ thì em đi với mẹ em. Cô xin chào cháu Quyền Linh và các Tường. Dạ. Cô là đến từ Đắk Lắk. Thu là con út của nhà cô. Dạ. Thu rất ngoan, không có biết nhậu nhẹt, không thuốc rồi luôn. Dạ. À, biết tôn trọng cha mẹ. Dạ. Riêng cháu gái này cô rất thích. À, cô xuống đây lâu chưa cô? Về Quảng Ngãi mấy ngày nay chăm bà ngoại. Dạ. Rồi nên cháu Thu đó là có bạn bè đồng nghiệp mà nó giấu hết, nó ngại nên nó không dám nói ra. Nhưng mà giờ cô ưng xin... con dâu tương lai chưa, thấy ưng bụng chưa? Cô rất thích. Dạ, cảm ơn cô. Cô có dặn dò con dâu tương lai gì không? Cô cũng chưa biết được rồi nó như thế nào. Cô thì rất dễ con à. Dạ. À, cô không có dâu rể gì, cô có săn bạn như cô không phân biệt nó dễ chứ. Cô có một dâu một rể rồi mà cô rất thương. Còn, dạ. Còn Thu là con út của cô á. Lên coi chương trình này cô cũng cổ vũ cho hai cháu và con cô. Dạ. Thì nếu cảm thấy được thì cứ bấm nút đi. Rồi. Dạ, dạ. Sao mẹ lo ha. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt, mặt đối mặt nha. Bắt đầu. Chào em. Gặp mặt thì anh có món quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi bắt đầu câu chuyện đi các bạn. Bạn gái anh ví dụ muốn đi chơi này nọ thoải mái, anh có cho bạn gái anh đi hay là bạn... Không có vấn đề, anh rất là dễ, em đi chơi thì em cứ đi thôi, anh đi được thì cho anh đi kéo hết. Dạ. Anh nếu mà kết hôn rồi anh sẽ sống ở đâu, ở quê hay là Anh muốn lập nghiệp ở trong này. Thật sự là công việc kỹ thuật của anh á thì mình về đó là mình không có sống được. Anh thấy em sao? Hiện... Có bình thường không hay là giống như tóc nãy em nói không? Không, tóc vậy cũng được á chị, được mà. Anh tưởng con đỏ với buồn lên hù quá ha. Cũng dễ thương. Không, tại mới anh gặp á chứ em dữ lắm á. Không, em mà làm em mà quen anh lâu á là em sẽ biết độ lầy của anh như thế nào. Dạ hả? Ở trên đây là anh kiềm chế lại rồi. Dạ. Em làm trong đây là em làm chỗ nào ta? Dạ em làm BKMS ở Let's Hill anh. Thì việc công việc của anh là cũng kỹ thuật nhưng mà anh đi giờ hành chánh. Thì anh thứ bảy anh được nghỉ nửa buổi, với chủ nhật thì bất cứ khi nào em rảnh thì mình hẹn hò được thôi, không có gì hết. Dạ. Nên là khoảng cách địa lý với anh là không vấn đề. Dạ. Mà được thì bao giờ sẽ kết hôn được? Thích là em cưới à, không quan điểm là bao nhiêu, trong thời gian bao lâu. À. Yêu là cưới. Ở trong có gì này... mình dẫn nhau qua chương trình yêu là cưới. Đúng rồi, qua chương trình. Anh cũng đang tính cưới. Chương trình đó, anh cũng đang tính mà. Dạ. Hồi nãy anh cũng nói với chị kia là tham gia chương trình này xong anh sẽ đăng ký yêu là cưới luôn đó. Dạ. Em cũng vậy luôn á. Ừ. Quan điểm về con trai con gái như thế nào? Thì em á, con trai con gái gì cũng được thôi. Nhưng mà thật sự là em rất thích con gái đầu lòng. Ồ, anh thích mấy đứa? Thời buổi này là anh nghĩ hai đứa là vừa rồi em ơi. Em thì thích nhiều hơn. Em không thích, em thích nhà đông con vui. Cái này cũng phải tùy điều kiện kinh tế em, nếu mà nuôi được ok, đẻ nhiều đúng rồi. Ok rồi, quá tốt. Đẻ được phải nuôi được chứ. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Thích khoảng mấy đứa? Thì em đã nói hai đứa rồi anh. Không, cô này nè chung... Em thích cỡ ba đứa hoặc bốn đứa cho vui. Nếu điều kiện kinh tế mình làm được thì anh ủng hộ. Dạ. Thì phải ráng cày ha. Rồi thôi bây giờ chúng ta trao đổi cũng nhiều rồi, mình lắng động lại chút xíu, mình nói cái gì nó thật tâm nhất. Không là bạn trai tỏ tình với bạn gái để thuyết phục bạn gái đồng ý bấm nút với mình chứ. Em thì... tiến lên. Hằng bây giờ anh cái hỏi gì nè. Dạ. Em thấy có một chút xíu gì rung động với cô gái ngồi đối diện không? Có anh. Có phải là một nửa mảnh ghép mà em gọi là từng mơ ước không? Nói chung là bạn cũng là trong cái người mẫu, hình mẫu lý tưởng của em. À. Thì sau chương trình này nếu mà thấy thì quá hợp nhau thì ok, thì anh cũng cưới khi nào cũng được hết á em. Cưới khi nào cũng được ha. Dạ. Rồi bây giờ em tiến tới gần cô ấy, em nói cái gì đó tận đáy lòng của mình, suy đúng nghĩ rồi. Được cô ấy, thuyết phục cô ấy để cô ấy bấm nút. Nói anh cứ nói thẳng mà... đi anh. Đứng không ngại đâu. Thôi, đứng, ngồi đây được rồi anh. Không, đứng lên gần đó. Bản lĩnh lên, mạnh mẽ lên đi đó. Thì nói chung là anh cũng có tiếp một bài thơ. Dạ. Thì anh cũng muốn tặng cho em. Và nói chung là bài này cũng muốn chơi thuộc. Dạ.
Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ trở thành đôi. Hai trái tim đơn côi sẽ hòa chung một nhịp. Hai tâm hồn cũng thôi khóc thầm trong đêm tối. Chỉ một cái bấm thôi, em còn ngại chi nữa. Những quá khứ ngày xưa hãy đưa vào dĩ vãng. Tương lai ở phía trước chờ đón hai chúng ta. Anh sẽ nắm tay em sánh bước cả cuộc đời. Thì nói chung là mình tới với đây á, thì cũng nhờ chương trình, thì cũng là cái duyên rồi. Thì cũng không có gì hơn, nhưng mà cái phận á, thì là do anh với em tự quyết định. Cũng 2 năm nay thì anh cũng sáng đi chiều về, tối ở phòng một mình cũng chán rồi. Thì thật sự cũng muốn tìm một nửa ở bên mình săn sóc. Thì anh mong cái này thì em cũng cho anh một cơ hội để mình có khả năng tìm hiểu và tiến tới lâu dài hơn. Rồi, hay lắm. Hay quá. Đó, những cái lời nói rất là chân thành đúng không? Đâu có cần hoa mỹ gì đâu. Rồi, bây giờ thì chúng ta để tay vào nút bấm đi. Quá đây. Hay. Bài thơ đó là em tự đặt luôn đó hả? Em tự chế hả chị? Hay quá. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 Bấm nút là quyết định cho tương lai của mình nữa nha các bạn. 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào, nắm tay nhau, đi các bạn. Em có nói gì với bác gái một vài câu không? Dạ, nếu mà con với anh có hẹn hò thì con sẽ chăm sóc anh thật chu đáo cho cô. Cô cứ yên tâm. Quá. Muốn chia sẻ với em á, trước giờ là tuy anh có 2 mối tình nhưng mà ngoại trừ mấy người bạn trong nhóm sẽ biết thôi, chưa ai biết hết cả gia đình anh. Ở anh tuyên bố ở bố mẹ anh á là anh mà yêu ai anh quyết định sẽ cưới, và khi mà anh đã dẫn về ra mắt bố mẹ thì là chắc chắn là anh sẽ cưới người đó rồi. Em là người đầu tiên thấy được mẹ anh ở đây. Hay quá. Rất hay. Đó là những điều mà chúng tôi rất là vui ha. Hy vọng rằng những cái lời nói từ nãy giờ nó sẽ trở thành hiện thực. Đây là những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Cảm thủ tục của chương trình như thế nào? Dễ thương quá. Quá dễ thương, nhanh lẹ, rất là cảm xúc.